Kính chào quý vị đang xem kênh YouTube chính thức của Báo Thanh Hóa. Thưa quý vị, ngoài liên tục cập nhật các tin tức diễn ra trong ngày, Báo Thanh Hóa còn gửi đến quý vị hồ sơ vụ án đã xảy ra. Qua mỗi vụ án là những bài học cảnh giác phòng tránh tội phạm cho đời sống và những giá trị nhân tình thế thái, cùng sự phá án tài tình của lực lượng chức năng Việt Nam với mục tiêu thượng tôn pháp luật. Ngay sau đây, mời quý vị đến với vụ án ngày hôm nay. Vào đêm khuya, bà Nguyễn Thị Lai Hồng đưa chồng là ông Nguyễn Văn Hòa vào bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu trong tình trạng ông Hòa hôn mê, bất tỉnh, không có phản ứng nào. Mặc dù đã được các y bác sĩ tận tình cứu chữa, nhưng đến sáng hôm sau, ông Hòa đã qua đời. Theo hồ sơ bệnh án, các bác sĩ tại bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh chẩn đoán bệnh nhân bị chấn thương sọ não. Trong khi đó, thể trạng của nạn nhân rất yếu, bà Hồng kể lại, tối hôm đó chỉ có chồng tôi ở nhà. Tôi có công việc nên về trễ. Khi về đến nhà, tôi thấy ông ấy nằm bất động trên sàn nhà cạnh mép giường ngủ của hai vợ chồng. Gia đình tôi hiện chỉ có hai vợ chồng, con cái đều lớn và ở riêng. Tôi nghĩ có thể là ông ấy bị nhồi máu cơ tim mà qua đời. Nếu tôi nhớ không nhầm, thì cứ vào mỗi buổi tối khoảng 20 giờ là ông ấy mắc màn đi ngủ. Có thể việc làm này đã khiến ông ấy hụt chân, té từ trên giường xuống, va vào cạnh tường, rồi va đầu lên sàn nhà dẫn tới chấn thương sọ não. Vụ án sẽ chìm vào quên lãng nếu các chuyên gia pháp y không phát hiện ra những bất thường khi tiến hành giám định pháp y. Đó là một sự thật hết sức phũ phàng. Mọi chuyện tưởng đã an bài, nhưng không ngờ sau ca giám định thi hài để kiểm tra nguyên nhân thiệt mạng và rút kinh nghiệm của các bác sĩ thì mới phát hiện nhiều ẩn khúc xung quanh sự ra đi của ông Hòa cũng như cuộc sống của bà huyện ủy viên. Một luật gia, bác sĩ cho biết, kết quả giám định pháp y cho thấy, nhìn bề ngoài, nạn nhân có 3 vết rách chạy dọc song song trên da đầu, vùng đỉnh thái dương trái. Hộp sọ có xương vỡ thành nhiều mảnh, sọ não có 2 vị trí lõm ở đỉnh thái dương trái tách rời riêng biệt. Từ kết quả này, bác sĩ Hải nhận định, 3 vết rách này song song với nhau từ trên xuống dưới, có 2 vết gần sát nhau, còn vết thứ 3 rời xa hơn so với 2 vết kia. Cả 3 vết này đều nằm ở vùng đỉnh thái dương bên trái. Theo bà Hồng thì những vết rách này là do nạn nhân bị hụt chân té, va chạm vào cạnh tường. Nhưng có nhiều chi tiết đáng lưu ý với 3 vết rách da đầu này, bởi không chỉ một mà có tới 3 vết rách và chúng lại song song. Đây là một nghi vấn hết sức lớn. Nếu như để ý kỹ hơn, ở vào trường hợp nếu nạn nhân bị nhồi máu cơ tim và té, va vào cạnh tường, nhưng sẽ té mấy lần? Một lần, hai hay là ba lần? Lần thứ nhất là một vết rách, như vậy phải có 3 lần té để tạo thành 3 vết rách. Nhưng 3 vết song song này phải có một lực tác động gần như giống nhau mới tạo ra nó. Do vậy, để té được như thế là chuyện không thể. Bác sĩ Hải nói, ngoài khả năng té còn có khả năng nào khác? Các bác sĩ pháp y nghiêng về khả năng khác đó. Theo bà Hồng, ngoài hai người thường xuyên ở nhà thì không có ai khác. Hơn nữa ông Hòa cũng không có mâu thuẫn hay có những mối quan hệ nào có thể nghi vấn. Phải có một người nào đó va đầu nạn nhân vào tường hay dùng một vật có cạnh sắc nào đó va vào đầu nạn nhân mới gây ra được thương tích như thế. Bởi khi giải phẫu, kết quả cho thấy ở xương sọ bị vỡ thành nhiều mảnh. Tại sọ não có 2 vị trí lõm tách rời riêng biệt, cân bằng và đối xứng nhau. Khi có nghi vấn, chúng tôi đã báo cáo cơ quan điều tra. Sau đám tang chồng được mấy ngày, bà Hồng đi làm trở lại. Tới cơ quan, bà vẫn vui vẻ, chuyện trò bình thường. Thậm chí bà còn vui hơn trước. Nhiều người cùng cơ quan lấy làm lạ. Sau khi sâu chuỗi nhiều sự kiện trong vụ việc, cơ quan điều tra cũng tìm ra được nút thắt để tháo gỡ. Đó chính là bà huyện ủy viên. Bà Hồng là một huyện ủy viên. Vào thời điểm vụ việc xảy ra, bà mới 50 tuổi, còn ông Hòa thì đã ngoài 70. Trong khi bà Hồng đang vào độ hồi xuân, thì ông Hòa bệnh tật triền miên. Theo bà Hồng, ông Hòa có tiền sử bệnh tim mạch và đã từng điều trị về tim mạch. Cho nên việc ông bị nhồi máu cơ tim và ngất xỉu va vào cạnh tường là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra. Cơ quan điều tra vào cuộc chỉ có một nhân chứng được mời lên. Bà Hồng khẳng định phòng ngủ của hai vợ chồng hoàn toàn không có người lạ. Bà cũng tái khẳng định ông bị sẩy chân và té chứ không bị ai vụt. Qua điều tra, cơ quan công an phát hiện bà huyện ủy còn có mối quan hệ phức tạp khác. Tuy đã 50, nhưng với một ngoại hình cân đối, bắt mắt, nhìn bề ngoài ít người cho rằng bà đã nhiều tuổi đến thế. Ông Hòa ngày càng già yếu, thể trạng nhỏ con,
lại mang bệnh tim nên không thể đáp ứng được nhu cầu sinh lý cho người vợ đang hồi xuân. Đó chính là manh mối cho cơ quan điều tra, một nhân viên điều tra phân tích. Khoảng thời gian đó, bà huyện ủy thường đi về thất thường. Với cương vị là một huyện ủy viên, bà cũng là người không thể tự làm xấu đi hình ảnh và làm mất uy tín của mình, nhất là chuyện chăn gối, chuyện gia đình. Nhưng rồi nhu cầu về sinh lý đã đòi hỏi quá mức, bà này đã không thể giữ mình, bà Hồng đã quan hệ với người đàn ông khác. Cuộc sống cứ thế tiếp diễn, ngày ngày bà Hồng đều nhìn thấy cảnh khó chịu và chính ông Hòa là vật cản, là cái gai trong mắt mình. Nhìn thấy được viễn cảnh nhưng chưa có cách nào làm cho ổn thỏa để bà được thỏa lòng. Càng lâu ngày, bà sinh khó chịu với ông, luôn to tiếng và mắng nhiếc khác thường so với trước đây. Ông Hòa cũng biết điều đó nhưng không có phản ứng nào. Tìm hiểu đến đây, cơ quan điều tra đặt ra nhiều nghi vấn xung quanh bà Hồng. Thực tế ông Hòa đã mất, không có đối chứng để kiểm định. Liệu có người thứ ba trong vụ án này? Cơ quan quyết định mở rộng điều tra vụ án. Theo một số người đến dự và chứng kiến đám tang của ông Hòa kể lại, trong khi tổ chức đám tang cho chồng, bà Hồng luôn tỏ ra thờ ơ và lạnh nhạt. Khuôn mặt bà lúc nào cũng lạnh, không thấy chút cảm xúc nào. Nhiều người nghĩ rằng ông Hòa có bệnh, lại lớn tuổi nên bà cư xử như thế cũng không nên trách. Tại ngôi nhà của bà Hồng, cơ quan điều tra cũng đã phát hiện có một chi tiết đáng nghi ngờ. Khi kiểm tra kỹ hiện trường, chiếc ghế gỗ dùng để nằm nghỉ của ông bà có dính tóc và huyết. Đây là loại ghế có thể gập được. Lúc gập lại có những cạnh sắc lồi ra. Tiến hành lấy mẫu và xét nghiệm thì huyết và tóc trên ghế chính là của bà Hồng. Kết quả này đã chính thức buộc tội bà Hồng. Tuy nhiên bà này vẫn một mực chối cãi. Sau những hồi quanh co và những bằng chứng rành rành, bà Hồng thừa nhận là đã sát hại chồng mình. Nguyễn Thị Lai Hồng khai nhận: tối hôm đó tôi đi làm về, thấy ông Hòa đang ngồi trên giường. Do sự dồn nén đã lâu, lúc đó tôi cũng căng thẳng và run, nhưng tôi đã sát hại ông ấy. Tôi nghĩ chỉ khi ông ấy ra đi vĩnh viễn thì tôi mới được tự do. Cũng đã nhiều lần tôi định ra tay, nhưng chưa có cơ hội. Trước đó mấy hôm, ông ấy lại đổ bệnh và tôi cũng thường về trễ. Hôm đó tuy đến giờ đi ngủ như thường lệ, nhưng ông ấy vẫn chưa ngủ. Tôi có nói mấy câu nhưng không thấy ông ấy trả lời. Sự bực tức càng lên cao, sẵn cái ghế sát cạnh giường, tôi đã vụt liền 3 cái vào đầu ông ấy. Vì tư thế ông ấy ngồi quay mặt vào tường, tôi đứng nên có thể vụt vào đầu được. Sau khi ông bất tỉnh, tôi đã gọi xe cấp cứu. Đến sáng hôm sau thì ông ấy ra đi.